Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mong muốn Liên minh châu Âu-EU sớm đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này làm thành viên. Lời kêu gọi của ông Zelensky đưa ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC Ursula von der Leyen tại thủ đô Kiev vào ngày 9 tháng 5. Sau cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 6 tới sẽ đạt bước tiến tích cực trong việc đánh giá tiến trình hội nhập của Kiev. Ông Zelensky cũng kêu gọi EU xóa bỏ các hạn chế thương mại mà một số nước láng giềng phương Tây của Ukraine đang áp đặt đối với nước này. Ông cho rằng các biện pháp hà khắc và mang tính bảo hộ nhằm vào Kiev là không chấp nhận được, đồng thời đề xuất thành lập nhóm công tác để giám sát và thảo luận các biện pháp hạn chế nói trên. EC đã cấm Ukraine xuất khẩu ngũ cốc sang 5 nước của châu Âu, nhưng vẫn cho phép Kiev trung chuyển và xuất khẩu ngũ cốc sang các nước thành viên EU khác. Lệnh cấm có hiệu lực đến ngày 5 tháng 6. Các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine phải tạm ngừng hoạt động do lo ngại Kiev sắp phản công ở khu vực này. Hãng tin Reuters dẫn thông cáo của người đứng đầu chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, mực nước ở đập Kakhovka lân cận đã lên tới 17,08 mét. Ông cho rằng đây là một hành động khiêu khích cố ý. Do lo ngại về các hành động không thể đoán trước, các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Zaporizhia đã tạm dừng hoạt động. Giám đốc của nhà máy điện hạt nhân này cũng cho biết các lò phản ứng đã ngừng hoạt động vào tuần trước để bảo trì, kiểm soát các tiêu chuẩn an toàn về bức xạ. Lãnh đạo quốc tế nhiều lần cảnh báo về một cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Ukraine do các bên liên tục pháo kích nhau quanh khu vực của nhà máy Zaporizhia. Ukraine được cho là đang chuẩn bị kế hoạch phản công ở khu vực này. Gần một tuần trước thêm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 5 tới, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hiện đang đẩy mạnh hỗ trợ trấn áp hàng hoạt động phạm tội, trong đó tập trung vào các hình thức mua phiếu bầu và gian lận trong bầu cử, nhất là ở khu vực miền nam của nước này. Hôm 2 tháng 5, Cục trưởng Cục Trấn áp Tội phạm Thái Lan đã dẫn đầu hơn 80 sĩ quan lực lượng đặc nhiệm đột kích vào căn cứ của băng nhóm tội phạm Kabin ở các tỉnh Trang và Pathalung. Một tin báo cho thấy băng nhóm trên đang có kế hoạch đe dọa và loại bỏ một số nhà hoạt động chính trị ở miền nam Thái Lan. Theo quy định, người dân nếu như bỏ phiếu bên ngoài các khu vực được chỉ định có thể bị phạt tù lên đến 5 năm hoặc bị phạt tiền từ 20.000 đến 100.000 bạt, bị cấm bỏ phiếu trong vòng 10 năm. Những cử tri có ý định làm hỏng các lá phiếu cũng có thể bị phạt tù. Cảnh sát Thái Lan kêu gọi người dân cần thông báo về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào thông qua đường dây nóng 191 hoặc 1599 hoặc đường dây nóng 1444 của Ủy ban bầu cử cũng như cảnh sát địa phương. Có khoảng 700.000 hộ gia đình tại Anh đã bị chậm hoặc không có khả năng trả tiền thuê nhà, cũng như các khoản thanh toán lãi vay mua nhà của tháng 4 vừa qua. Đây là kết quả đánh giá của tổ chức Which, cơ quan đánh giá độc lập về người tiêu dùng và sản phẩm của Vương quốc Anh. Để có thể trang trải các khoản chi phí thuê nhà và lãi vay mua nhà cao ngất ngường, nhiều hộ gia đình tại Anh đã phải cắt giảm các nhu yếu phẩm, chuyển sang tiết kiệm, bán tài sản hoặc vay mượn. Trung bình cứ 20 hộ gia đình tại Anh sẽ có một hộ gia đình lâm vào cảnh hết tiền. Tỷ lệ thanh toán bị chậm chiếm khoảng 7,3% tổng số các khoản phải trả của các hộ gia đình tại Anh trong tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, so với tháng trước, tỷ lệ các khoản thanh toán quá hạn đã giảm 1,5% do số người vay mua nhà hoặc thuê nhà đang giảm đi nhanh chóng. Các chuyên gia của nhóm nghiên cứu tổ chức Which kêu gọi người dân nên tìm liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ thế chấp ngân hàng hoặc chủ nhà của họ để được giúp đỡ khi gặp khó khăn.